Chào tất cả các bạn ha, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh mình ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn mấy cái súng bắn tinh ép ha, súng ép với đu bên mình đang có ha. Thì những năm trước thì cũng có rất nhiều anh hỏi, nhưng mà hiện tại bên mình trước đó thì hết hàng, giờ thì làm được mấy cây rồi, chia sẻ đến anh em ha, báo giá từng cây luôn ha. Thì mấy cây cam cam bên đây ha, cam đây là cây này là của Hiệu Mắt nha anh em, Hiệu Mắt. Đó. Cái dòng này thì bắn đinh được từ 5 phân trở xuống, nhưng dòng này nó rất cơ động ha, nó bắn không quá an toàn gì hết ha, như bóp cò là bắn thôi, bắn được từ 5 phân trở xuống ha, từ 5 phân xuống 2,5 đều bắn được, từ 5 phân xuống 1,5 đều bắn được ha. Cái dòng này là rất là nồi đồng có đá ha nè, anh em mà xài là khỏi phải sợ luôn, nó rất là bền ha. Cái búa bên trong, cái chất thép nó rất là ok ha. Đó. Nhưng mà anh em bắn ví dụ như gỗ mà cứng quá cứng mà anh em bắn 5 phân thì nó xuống không hết đinh nha. Ví dụ anh em bắn mà gỗ thường thường hoặc là gỗ cứng thì anh em bắn tầm 4 phân, 3,5-4 phân trở lại thì nó rất ok. Rồi ok. Hiện tại mình đang có 2 cây ha. 2 cây ha, bằng giá ha, 600.000 một cây. Giá chưa bao gồm ship, đây mình test thử cho anh em xem ha. Đây có thanh gỗ ha. Và đinh đây ha anh em. Đinh này hiện tại cái đinh này là 4 phân ha, mình sẽ để vô đây. Khi mà anh em để sát dưới cái đáy này ha, đó 4 phân đây nó còn dư lên xíu đây anh em thấy không? Ha. Ok, để thử cho anh em xem. Rồi, để gì là mình sẽ bắn thôi. Nha, bắn rất cơ động nha nè. Đó, anh em thấy nè. Thấy không? Mấy dấu nhỏ nhỏ nè. Ha, để anh bắn chỗ ra ngoài cho anh em xem ha. Cây đầu tiên nha nè, cây đầu tiên giá 600k. Tiếp theo cây thứ hai ha, số 2 cũng giống như model kia luôn ha, TA Palama ha. Cây này thì để mình test thử cho anh em luôn ha, cũng bắn 5 phân trở xuống luôn nha nè. Con này thì bắn rất là cơ động ha, con này không có quá an toàn nha anh em. Mình test thử cho anh em xem. Đây, hiện tại đinh đang để là 5 phân nha. Rồi tiếp theo cái dòng thứ hai mình muốn chia sẻ ha, mình cũng có hai cây. Cái này là mắt là 211 ha, 211. Thì cây này thì có khóa an toàn ha, chế độ an toàn ha. Đó. Đây nè, chế an toàn là sao, là khi mình đè xuống là mình mới bắn được nha. Và đặc biệt cái chế bảo báo hết đinh luôn, ví dụ như anh em hết đinh là anh em không bắn được luôn nha. Nói chung hết đinh là bóp cò cũng được nè, đó, mình đè xuống không được nè. Giờ mình để đinh vô mới bắn được nha. Con này cũng bắn từ 5 phân trở xuống luôn nha. Rất là ok luôn ha. Mình nghiêng ra đây cho chỗ ra đây đây. Và đặc biệt con này thì có chỉnh sâu cạn ở đây nha, mức chỉnh sâu cạn nha. Anh em có cần thì muốn tùy theo gỗ cứng mềm và bắn ngắn dài thì mình chỉnh sâu cạn ở đây. Rồi con này thì giá 700 nha em, giá chưa bao gồm ship hết nha. Rồi tiếp theo, cái này thì cũng bắn đinh 5 phân luôn ha, TA211 ha.
Con này thì TA211FR ha, thêm cái chữ FR nữa chắc đợi sao xíu. Con này cũng bán 5 phân luôn ha. Chỉnh sâu cạn báo hết lên luôn. Rất là ok nha. Thì con này cũng giá 700 ngàn nha nè. Tiếp theo hai cái dòng tiếp theo nữa là dòng của Makita nha. Makita thì con này thì Makita 2F502 nha nè. Đây, mình có hai con thôi. Đặc biệt cái dòng Makita 2F502 anh em có thể bắn được cả chế độ an toàn và chế độ không an toàn nha. An toàn là khi mà mình để chế độ an toàn thì mình đè bổ mình mới bắn được ha, và cũng báo hết lên luôn. Và mình muốn khóa chế độ an toàn lại, mình bắn không an toàn, bắn như cái súng đầu tiên mình chia sẻ luôn vẫn được luôn nha. Đó. Thì mấy cây này thì 800 ngàn cây nha, giá chưa bao gồm ship. Để test thử cho anh em xem. Đây mình đang bắn cái chế độ an toàn là khi mình bóp cò không được nè, anh em thấy không? Phải đè xuống gỗ mới bắn nè. Đó. Thì trong ba cái súng này thì cái lực bắn của súng mắt là mạnh nhất nha anh em. Đó. Rồi mình muốn khóa chế độ an toàn lại thì mình đè cái mũi an toàn xuống gỗ nè. Mình xây cái núm bặn này. Cái núm này nó đây. Mình xây là gì? Là mình bắn như cái súng không an toàn, 2 giờ mình bóp cò mình để xa, không cần để đụng vô gỗ mình bắn vẫn được luôn nha. Để thử cho anh em nè, để cái ngoài gỗ luôn nè. Đó, anh em thấy không? Để ngoài vẫn bắn luôn rồi, không đồ chạm cái mũi súng vô cái gỗ luôn vẫn bắn được. Đó. Thấy không? Ha, thì cái súng này nó có hai chức năng như vậy. Mục đích là khi mà anh em vô gốc, vô kẹt, vô học gì đó thì anh em khóa chế độ an toàn lại ha. Ở khóa chế độ không an toàn lại để mình thao tác nhanh gì đó. Nha. Rồi mình muốn bỏ nó ra thì mình đè xuống, đè cái mũi gỗ mũi xuống ha, mình xây ngược cho lại thôi. Đó, rồi ok. Ha, là mình bắn chế độ an toàn liền ha, là bóp cò không được nè, bóp cò không bắn nè, thấy không? Phải đè xuống gỗ bắn được nè. Đó. Thì cây này Makita F502 mình có 2 cây ha, giá 800 ngàn một cây. Đây mình test cây tiếp theo luôn nha. Đây. Makita F002 ha, ngoại hình thì tương đối chứ không đẹp lắm nha nè. Cái cây này bắn đinh từ 5 phân trở xuống hết ha, hơi từ 8kg đổ lại ha anh em. Rồi, đây mình bắn thử con này cho anh em xem. Lực bắn nó rất là mạnh nha, con Makita này nè, anh em có thể chỉnh sâu cạn đều được luôn ha. Rồi anh em mua khóa chế độ an toàn là được luôn nha. Rồi. Yeah. Tiếp theo muốn chia sẻ với anh em là hai cái U ha. U này U 4G nha. U4 là bề ngang nó 4 ly anh em. Anh em bắn cái nào mà nó nhỏ gọn á, 4 ly ha, dài maximum nó bắn được là 22 nha anh em. Đó. 22 ha. Rồi ok, mình sẽ test thử cho anh em xem. Hiện tại có đinh trong đây luôn rồi. Thì U này cũng trên thị trường có rất nhiều nha anh em. Ok ha. Em thấy nè. Đu đây. Nha.
ok. Thì mấy cây này thì 500 cây nha anh em. Mấy con này xài cực kỳ bền nha. Cực bền luôn. Mấy con này thì nó không có chế độ an toàn nha anh em. Bóp là bóp cò là bắn thôi. Đây test nè. Rất là ok. Rồi thì hôm nay mình chia sẻ mấy cây súng vậy thôi anh em. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại là 0908875468 ha, hoặc là đến địa chỉ 465-467 đường DT743 cả ba cây điện với An Trương để đi tham quan cửa hàng và mua hàng ha. Rồi cảm ơn, chào tạm biệt anh em.